Rất vui khi quý thính giả đã quay trở lại kênh Caron Radio, kênh chuyên đọc lại những câu chuyện ma, chuyện tâm linh hấp dẫn. Quý khán giả có những câu chuyện tâm linh muốn chia sẻ cho mọi người cùng nghe thì hãy gửi mail cho kênh nhé. Kênh tổng hợp lại và đọc cho mọi người cùng nghe. Tập truyện hôm nay, Caron Radio xin gửi đến quý khán thính giả những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người chia sẻ. Mời quý khán thính giả cùng thưởng thức nhé. Câu chuyện, chuyện ma xóm chệt. Ất hẳn là mọi người đã quá quen với những chuyện ma miền Tây. Vậy, bạn đã bao giờ nghe những chuyện ma lẻ của những xóm giềng chưa? Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn nghe về những câu chuyện ma xóm tôi, xóm chệt Bắc. Mình từ nhỏ đã sống ở đây, sinh ra và lớn lên. Xóm chệt Bắc có ấp xã huyện mình không tiện đưa vào. 17 năm lớn ở đây, mình nghe không ít chuyện lịch sử tâm linh và hiện tại vẫn còn quanh quẩn tại xóm. Mọi người đều thấy bị nhác rất nhiều, chỉ có mình là chưa chứng kiến bao giờ. Ngồi suy nghĩ buồn chán, mình đành hỏi cha là người đã dọn về xóm chệt từ khi còn là rừng cây heo hút. Ông ấy không ngại, cũng kể từ đầu đến cuối, khiến tôi u mê mơ hồ vào câu chuyện. Vào năm cha lấy vợ, chuyển từ xóm Kinh Thà về chệt Bắc. Lúc về cha tôi tấp vào miếng đất nhỏ, ngay ba hướng, một bên đã được khai hoang, hai bên còn rừng cây. Chỗ rừng khai hoang đã có vài căn nhà sinh sống, tiếp theo là ông nội tôi. Ông nội tôi về đây trước, rồi mới tới cha tôi. Sau khi cha về, cất nhà buôn bán tạp hóa ngay con sông này. Ông nội từng đi lính đánh Mỹ, vì bị địch bắn ngay chân, ông không tham gia được, chân ông đã liệt. Ông suốt quãng đời ngồi xe lăn, về Kinh Tây làm thầy giáo dạy mấy đứa nhỏ quanh xóm còn nghèo này. Về ở, cha tôi nói bên đất kia toàn rừng, Việt Cộng sống núp trong đó, nhìn cảnh bắn nhau nổ bom đạn, lính với giặc truy lùng, đâu ai dám đến ở, trừ sau này hòa bình rồi, người ta mới về khai hoang Kinh Tây càng nhiều. Xóm chệt Bắc, cha nói nó còn có ý nghĩa khác, là biệt danh của một chiến sĩ đã hy sinh tại đây. Ông ấy là tên là Ba Mến, tôi không rành về sự đi lính của ông ấy, và thành tích như nào, nhưng khi nghe về ông bị dân địch truy lùng, rất thương tâm. Năm đó, nhà ông gần chỗ nội tôi ở, không biết bị ai trình báo, ông bị giặc tìm đến. Hai tên đó đã rượt từ nhà ông đến ngã ba nhà nội tôi. Lúc đó con sông rất nhỏ, vài thước. Ông ấy bắt chớn phóng qua trốn giặc bên rừng. Mà nào ngờ, địch đã bao vây tứ phía, một phía hai tên. Đường cùng ông bị chúng bắt. Bọn nó bắn ông rồi mổ bụng moi nội tạng ông, ném lên bụi ô rô. Ông ấy nằm chết ngay sát miếng sông nhà tôi. Tôi cũng hoảng lắm, từ trước giờ ở đây nào có biết về sự hy sinh ông ấy. Còn gia đình ông Ba Mến vẫn còn ở đây, con cháu là hàng xóm sát nhà tôi, mà đó giờ tôi đâu hay. Còn mấy khu rừng khu đất, đã có bao nhiêu chiến sĩ nằm xuống mà cha không tưởng tượng được, giết những mảnh đất nơi đây người ta gọi là khu đội mộ. Tiếp theo là khu đội mộ. Cái năm mà bên Khmer và lính Mỹ tràn đến chỗ này, bị chiến sĩ bắn hạ chết dài vào con đường quê tôi đang đi, đầu tiên là lính Mỹ. Sau này năm 85, gia đình tôi có người đi đánh Khmer Đỏ từ Cần Thơ đến Campuchia, còn cả khu ngã ba lẩu, cha tôi còn kể có một ông chú nào đó mà ba tôi không nhớ tên. Chính tay ông ấy đã chặt đầu cả trăm người Miên vào tàn sát nơi đây. Lúc tràn qua nơi đây còn rừng, con sông nhỏ có thể chạy trốn an toàn. Vì không chịu nổi cảnh truy lùng giết tận, ông ấy đã cùng với những người lính khác bày cách dụ các người Miên đó đi vào sâu bên trong ba lẩu, bắt giữ trói từng tên. Rồi ông đào cái hố bự chặt đầu từng người. Tổng cộng, đôi tay ông ấy đã chặt hàng trăm người. Và chỉ có ruột một tên duy nhất. Chỉ một mình tên địch đó trốn khỏi bàn tay tử thần của ông. Hòa bình Việt Nam, cái hố được lắp lại. Con đường năm đó xác chết tràn lan. Cả một đoạn gần cây số chỉ là xương sọ người. Đâu ai dám khai hoang ngay mảnh đất đó. Đến tận sau này, tôi lớn lên, nó đã được đặt là khu đội mộ. Những con ma không đầu, những cái xác bò tìm tay chân hù người ban đêm, ám ảnh các người dân. Cha ơi, quê mình ngoài ông Ba Mến còn chuyện gì khác không? Còn câu chuyện bụi tre đó. Bụi tre nào cha? Bụi tre ngay khu đội mộ đó con. Ủa bộ có chuyện gì cha kể con nghe với? Cha tôi hưu mắt nhìn ra bờ sông lớn, ông thở dài kể một cách trầm tư. Giữa năm 2012, cha tôi nghe thoáng ngoài chợ có người chết. Hỏi chuyện thì ra là một đứa con gái nhà ai đi lạc về chợ Bắc. Con bé bị hãm hiếp rồi giết để xác ở ngay đoạn đội mộ. Không biết hung thủ là ai.
với gia đình bảo con bé thần trí không bình thường nên đã chìm đi, không điều tra. Dần sau này, chỗ con bé chết mọc lên bụi tre, ít ai để ý lắm, đến khi nó mọc rậm ra, biết bao nhiêu vụ nhát người xô xe, người ta mới đến cúng vái, cầu mong đừng phá họ, thì mới bụi tre mới nổi gần lên. Tất cả người nơi đây đều bị bóng ma đó hủ, không biết là ma hay quỷ. Chỉ biết rằng người ta nói đó là một bóng đỏ, còn người bảo là bóng trắng. Mà dù gì cái bóng đó nó đã ở lâu năm đến giờ vẫn còn, gia đình tôi cũng là một nạn nhân bị nhát của bóng ma đó. Đầu tiên là người anh họ. Anh đã 20 mấy tuổi, rất nhát vía, đã sợ ma lại còn hay về đêm. Một ngày đi làm về ngay 10 giờ khuya, chạy ngang khu đội mổ, chạy ngang thôi, anh đã có linh cảm nó sao sao nổi da gà, da vịt quá trời. Bởi ban đêm ma ở đây nhiều lắm, vừa nghĩ vu vơ sẽ chạy về an toàn không gặp thứ gì. Nào có ngờ đi được vài thước vừa khuất bụi tre, anh lại pha đèn xe, thấy cái bóng trắng đang ở giữa đường cầm chổi quét. Ban đêm rồi ai đâu mà quét đường, thấy bóng trắng càng ngày càng tiến gần. Anh mới hoảng sợ loạn tay lái xuống lề vào tông cột điện. Hên là không tăng ga, chỉ té sơ qua thôi. Anh vẫn còn tỉnh táo nhìn sau lưng thấy bóng dáng đó còn cầm chổi quét. Nó đứng dòm thôi, còn cười lên lạnh lẽo. Còn gì chịu nổi hơn là anh vác chiếc xe để ga nhanh chạy một bạch về. Không quan tâm đường dài hay ngắn. Về đến nhà mặt mày anh xanh chành nhào vô tắm rửa ngủ luôn đến sáng mới kể lại cho nhà nghe. Vợ anh nghe rồi từ nay về sau có về khuya, anh cũng chẳng đi đường đội mồ nữa, mà ghé thẳng nhà bà nội ở đến sáng mới về. Sau kể chuyện ông anh họ, thì vợ ông mới gom lại kể chung luôn là bà từng bị nhát. Bà từ nhỏ sợ ma lắm, bà kể lúc cỡ chiều 5 giờ đến 6 giờ, bà có công chuyện đi đêm, mà lúc chạy đi thì có nghe khuất bụi tre có tiếng réo vang sau lưng rằng là ê chạy từ từ thôi, coi chừng bị té. Một câu thôi là bà nổi hết da gà. Chả hiểu nó réo để làm gì, mà mỗi lần gặp bà nó không nhát như anh họ, nó chỉ gọi réo bảo chạy chậm thôi coi chừng té, cứ lặp đi lặp lại. Đến lúc tôi với bà đi chung vào buổi chiều nữa, cũng chạy ngang đó mà bà lái tôi ngồi ở sau, vừa khuất bóng tre là bà ẩn ra gà bà chạy hết ga. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, cho đến khi chạy gần về tới nhà, bà mới hạ ga hỏi tôi là mày nãy đi ngang bụi tre có nghe gì không? Tôi cũng lắc đầu, vì thật sự tôi không nghe gì hết. Mà chỉ có bà nghe là có tiếng của một cô gái gọi hới theo. Ghê lắm, sợ lắm, nên bà mới nhào ga chạy một mạch khi tôi ngồi sau có nghe gì đâu. Tiếp qua câu chuyện của bà chị là cha tôi, chả phải kể lâu là chuyện vừa xảy ra gần nửa năm nay. Buổi chiều nọ, cha tôi ông ấy đi nhậu ở nhà bạn xa lắm. Biết là mình đi xe nên ông cũng không để say. Cái kiểu cha tôi yếu bóng vía, gặp người khuất bóng khuất mải là biết liền, dù chỉ là một cơn gió. Ấy thế mà lần này vừa không thấy gì, mà lại bị trọng thương xé mất mạng vì cha tôi chạy ngang khu đội mổ. Cha tôi kể, đang chạy xe về yên ổn, mới vừa khuất bóng bụi tre, cha lại nghe tiếng hú tiếng kêu ới á, đến sau lưng. Cứ tưởng ai gọi, cha quay qua dừng xe lại nhìn. Vừa quay được mấy giây, cha bị thứ gì đó giống kiểu xô xe mà nó xô lên đằng trước á, đẩy mạnh nhào lên. Cha mất chớn nhào theo, nửa xe nữa người nằm dưới cái đỉa. Hên sao có người từ xa đến thấy cha nằm dưới đó, cũng hoảng quăng xe ra lôi cha lên, là ông chú xe ôm sát nhà. Tôi tạm đặt là chú Líp đi. Chú ấy kéo cha tôi lên cũng thắc mắc, sao chiếc xe lại sâu hơn chỗ cha tôi té. Bởi còn cách bao nhiêu đầu là nằm dưới cái ao sâu rồi. Kéo xong người và xe lên, cha tôi mới tỉnh táo tìm điện thoại, khi nghe tiếng chuông mà lúc đó là mẹ tôi gọi, bởi đang nhà không thấy ông về sợ này sợ kia. Vì ông ấy đi chơi nhà bạn, sợ nhậu nhẹt không hay. Nhờ sao tìm kiếm cha tôi xanh mặt vì cái điện thoại, cách ông có vài cái với tay xuống đìa, mà cái đìa đó rất sâu. Sâu đến nổi nước lan đến cổ, con nít còn chết huống chi người lớn, trong khi mấy vụ chết đìa cứ liên miên. Rồi khi về nhà tôi nhìn ba, mình ba đầy máu do vết xước cây cỏ va vào da thịt. Để ý nhất ba nói với tôi, lúc té ba có cảm giác ai kéo ba lại, ngay hông có lực rất mạnh nên ba mới không có nhào xuống đìa. Tôi theo hướng ba kể mà nhìn thấy cái hông của bố bị rách đường dài ngay quần cả áo, giống như bị kéo hay ai dị mạnh vậy. Mẹ tôi thì run tay chân, lo lau máu săn sóc cho ba, xong vào thắp nhang bàn thờ vái lại. Rồi mẹ bảo, để mai mẹ mua đồ cúng ngay đường đội mổ. Đến tối tôi đang ngủ ngon giấc, bỗng thấy một người đàn bà không biết là ai, nhưng nghe giọng như già lắm. Không thấy rõ mặt, bà cứ khan giọng nói với. Dù tôi cứ say ngủ trong đêm cơn mơ hồ, bà bảo,
Hên cho ba mày là bà cố kéo lại, không là con quỷ nó xô chết rồi. Tôi không nghe tiếng gì nữa, chỉ có nhiêu đó, bà biến mất, rồi cơn buồn ngủ làm tôi ngủ đến sáng. Sáng dậy tôi gán động não hồi hôm có chuyện gì ai nói chuyện với mình, rồi câu đó là sao lẽ bà cố về thiệt hả? Sợ hãi tôi mới chạy ra sau nói cho mẹ nghe. Mẹ mới run tay nói là ba cố bên nội về. Vì qua thắp nhang là mẹ khấn vái ông cố bà cố mà nhà đang thờ. Mẹ khấn đủ điều chỉ là xin cho ba bình an vô sự. Với mẹ nghĩ chắc có ông bà phù hộ nên mẹ cảm ơn, mà mẹ nào có ngờ là bà cố giúp ba thật. Sau lần bị đó, mẹ có mua đồ cúng ngay đường đội mộ, còn ba không dám đi nhậu đêm nữa. Lần đó tởn đến giả. Đến dần qua đi cách tuần hay tháng, lại có mấy dụ đi đêm gặp ma ngay con đường đó của bao người ghé quán nước bà Bảy gần nhà kể lại. Người đi thăm lú đêm về ngang, thấy trái bành lăng, nào để ý đâu, khi tiến lại càng gần là cái đầu người. Rồi trong đám bạch đằng sồn sồn ngoi lên một thân hình đồ lính giặc, mà những bóng đó không ai khác là lính Khmer năm trước, nó hiện lên mò mẫm tìm kiếm khi trên cổ không có đầu. Gặp ma kiểu này thì sao dám thăm lú đêm, ông đó sau lần nhát không đi đêm suốt mấy ngày liền, dù nằm ở nhà vợ, ông ấy cứ la miết. Còn một câu chuyện ông khác kể, bị ma một giò ruột đến nhà. Ông ấy đi đêm về nhà, nhà ông cách đường ma đó không xa, dù chỉ đi ngang thôi. Ông cảm nhận sau lưng có tiếng nhảy bạch bạch. Lạ quá, ông dừng quay ra sau nhìn. Thì trời ơi, một cái bóng cụt chân, không rõ mặt nó mặc đồ lính. Nó cứ nhìn ông một bước chân là một cú nhảy. Hoảng lắm rồi, ông dắt giò lên cổ chạy, không biết trời trăng gì cho đến về nhà. Ông lao nhanh vô nhà, đóng cửa lại. Mặc cho vợ con ngơ ngác nhìn mặt xanh, ông không còn miếng máu. Kể lại ông vẫn còn ớn da gà. Mấy chục tuổi đầu rồi, ngoài sợ vợ ra thì ông lại sợ ma đến vậy. Cái cảm giác mà đang trông đêm mà bị ma rượt theo sau, thì đố ai dám đi đường đó nữa. Ngặt nỗi dù muốn hay không thì nó là đường ra vào cuối cùng con xóm này, không còn đường nào khác. Tưởng sẽ không còn chuyện nào nữa khi chính tai tôi nghe chú xe ôm trong xóm, ông Tám. Ông ấy có phép thiệt không thì không rõ, vì tôi đi làm miết ít để ý. Cho đến lần này đón xe ông trở về trên đường ngang bụi tre, tôi cũng có nhìn theo để xem mình có thấy bóng ma nào không, thì vô vọng. Tôi dù năm đó đi làm sớm về khuya, mà chả thấy con ma nào, chắc do tôi nặng vía mà. Vừa nhìn xong, ông Tám lại hứng kể rằng là bữa ông chạy xe ôm xa, về đến xóm là khuya rồi 10-11 giờ đêm. Ông bảo đang quẹo co chạy vô thì từ xa ông thấy cái ngọn tre có con nhỏ gái, mà ma hay quỷ ông không nói rõ. Ông thấy nó đu trên ngọn tre phóng xuống đất, nó cứ phóng lên xuống, đu cà rỡn giữa đường miết, rồi còn cười như vui lắm, chắc nó nghĩ ông sợ nên càng lớn tới nó càng cười. Mà ông nào sợ, nghe danh nó hù làng xóm quá trời nay mới thấy. Ông dừng gạt chống xe, đi tới tay bắt ấn niệm chú rồi vẽ bùa lên cây tre. Ông còn bảo tôi. Ông làm được vậy vì ông học phép từ lâu rồi. Ông còn nói mình bên đạo hòa hảo. Dù là hàng xóm, tôi cũng không biết ông làm thầy, dù mẹ tôi hay gọi ông với danh thầy Tám. Từ nay về sau tôi mới hiểu biệt danh ông là như nào rồi. Còn đường đội mổ, sau khi ông kể thì dù có chạy ngang bụi tre, ông vẫn thấy nó đu trên đọt tre. Chỉ là không còn xuống đường nhát ông nữa. Còn người ngoài thì ít ai thấy bóng ma đó và không còn vụ té xe nào. Nhưng bóng ma lính thì vẫn còn dù rất ít xuất hiện năm nay, chắc ai nhát sợ ma hay yếu lắm thì mới gặp. Chứ cỡ tôi thì làm việc về khuya hoài mà ít có thấy ma, lâu lâu chạy ngang lạnh sóng lưng thì có đó. Mà một điều mình vẫn tin người dân kể, có thờ, có thiêng, có kiên, có lạnh, dù gì biệt danh khu đội mồ cũng nói lên tất cả ở xóm chệt. Câu chuyện tiếp theo, làm nghề giết mổ, quả báo khổ sở khôn lường. Quyên yêu ớt ngã khụy xuống, máu từ trong người ộc ra như suối, từ đầu đến chân nhuốm một màu đỏ tươi. Cô nhìn thấy toàn thân mình nằm trên vũng máu, rồi bất ngờ lịm đi lúc nào chẳng hay. Một lát sau, người thân phát hiện ra Quyên bị băng huyết trầm trọng, mới nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Băng ca được đẩy vào phòng, các bác sĩ tức tốc tiến hành cấp cứu rồi truyền nước biển cho cô. Dần dần Quyên tỉnh lại, nhưng trong người vẫn khó chịu bức bách kỳ lạ. Cô đưa tay lên ôm lấy phần ngực như có ai đang bóp nghẹt, cả tay và chân đều bị co rút. Thấy tình hình chưa ổn, họ quyết định siêu âm cho cô, tìm thấy một khối u kích thước khá lớn nên đã tiến hành mổ lấy ra ngay lập tức. Quyến vừa sinh con được 3 tháng, lại bị băng huyết từ trước. Cộng thêm quá trình mổ xẻ khiến lượng máu trong người lúc này gần cạn kiệt.
tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Để bù cho lượng máu đã mất, bệnh viện phải huy động rất nhiều đơn vị máu mới đủ truyền kịp thời, giúp cô thoát cơn thập tử nhất sinh. Cô Hồ Thị Quyến sinh ra ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc tỉnh Trà Vinh. Gia đình đông con chỉ sống dựa vào nghề làm ruộng, nên cuộc sống khổ cực vất vả. Đến thì con gái, như bao người khác, Quyến xây dựng tổ ấm cùng anh Trần Văn Thuận, có với nhau 4 mặt con, 3 gái và 1 trai. Cuộc sống hôn nhân cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Để cải thiện kinh tế, hai vợ chồng làm công việc mua bán heo, rồi tiến tới mở lò mổ, một số heo đem giao cho bạn hàng. Số còn lại Quyến mang ra ngoài chợ bán lẻ cho người dân. Làm ăn phát triển, gia đình cô Tậu được căn nhà, cơm ăn áo mặc no đủ. Tưởng rằng cuộc sống từ đó êm đềm hạnh phúc, ai ngờ đâu vài 3 năm sau, bệnh tật bất ngờ ập xuống. Trong người Quyến thường xuyên xuất hiện những khối u lớn, cứ mổ lấy ra, một thời gian sau lại mọc tiếp. Lặp đi lặp lại như vậy, Quyến đã phải phẫu thuật nhiều lần, mỗi lần cô đều rất đau đớn, mệt mỏi, quằn quại, chột dạ. Quyến nghĩ mình chả khác nào mấy con heo trong chuồng, hết con này đến con kia lần lượt lên bàn mổ. Bản thân cô thì 5 lần 7 lượt cũng phải lên thớt. Nằm trong phòng hồi sức, hình ảnh những con heo kêu réo quằn quại dưới lưỡi dao sắc lẹm lại gợn gợn hiện lên trong tâm trí. Vẫn như mọi lần, Quyến phát hiện thêm một khối u nữa xuất hiện. Dù đã mổ nhiều, nhưng lần nào cô cũng lo lắng như lần đầu tiên. Ca mổ hoàn thành, bác sĩ thông báo với cô. Không giống 3 lần trước, lần mổ này là u ác tính, cô phải truyền hóa chất thôi. Quyến bất ngờ, hồi hộp hỏi lại một lần để xác quyết. Tôi bị ung thư sao bác sĩ? Bác sĩ hạ giọng đáp. Đúng vậy. Mặc dù đã quen sống trong bệnh tật nhiều năm, Quyến vẫn sững sờ trước kết luận này. Cô không nghĩ thần chết lại gọi tên cô sớm đến vậy. Cô bỏ dở công việc ở lò mổ, nằm trong viện truyền hóa chất. Mỗi lần truyền xong, cơ thể như có lửa đốt bứt rứt khó chịu, tóc rụng cả đầu, người xanh xao hốc hác gầy xỏm cả đi. Nhìn lại quãng thời gian sống chung với bệnh tật suốt bao năm, Quyến tự hỏi, mình đã làm gì sai mà phải chịu đau đớn khổ sở như vậy? Cuộc đời thật bất công, bất hạnh đâu chỉ dừng lại ở bệnh tật. Đứa con trai duy nhất của cô mắc bệnh động kinh, cứ đều đặn 1 tháng lên cơn co giật 3 đến 4 lần. Bệnh viện đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra nguyên nhân rõ ràng, dù đã điều trị nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đó. Có người có tất cả, vậy mà cô dường như chẳng có gì. Con thì bệnh tật, chồng cũng chẳng ra chồng. Dân gian có câu sướng quá hóa hư, kể ra cũng đúng với trường hợp của chồng cô. Khi còn đói khổ, anh Thuận chịu khó lao động, quan tâm vợ con, nhưng từ khi công việc mổ heo phát đạt, cũng gọi là dư giả một chút, thì anh sinh tật ăn chơi, nhậu nhẹt, có khi đi suốt chẳng thèm về nhà. Mọi công việc trong gia đình từ bé đến lớn đều do một tay Quyến cáng đáng. Ấy thế nhưng anh Thuận không những chẳng biết điều, cứ hễ về nhà lúc nào lại cãi nhau với vợ lúc đó. Quyến giờ đây đã sức tàn lực kiệt trước những bất hạnh dồn dập ập xuống đầu. Cô không ngừng trăn trở về nguyên nhân do đâu mình lại phải chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ này. Và đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Năm 2001, mẹ của Quyến lâm trọng bệnh. 3 năm sau, bà ra đi. Tham khảo mọi người xung quanh, Quyến tìm tới chùa thỉnh sư cô tới giúp đỡ gia đình làm tang lễ. Khi sư cô tới nhà, thấy gia đình mổ 5 con heo làm đám, sư cô liền khai thị. Không được sát sinh như vậy, nhất là trong đám tang. Làm như vậy, sau này mẹ cô phải đầu thai làm heo, gia đình sát sinh ắt cũng phải hứng chịu quả báo. Từng lời từng chữ sư cô nói ra khiến Quyến có chút bối rối. Cô đáp lời. Thưa sư cô, mẹ con đã khuất bóng, con nghĩ làm thịt 5 con heo để làm đám, coi như lần cuối được báo hiếu cho trọn vẹn. Sư cô liền nhấn mạnh, gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân ác gặp quả ác. Khi mình mang đau khổ tới cho chúng sinh khác, thì đương nhiên mình cũng phải chịu đau khổ tương ứng. Nhân nào quả nấy, cô phải nhớ rõ đấy. Vốn sinh ra và lớn lên ở một miền quê hẻo lánh, chẳng có chùa chiền, không có Phật Pháp, Quyến không hề biết thế nào là nhân quả báo ứng. Cô không biết rằng sát sinh động vật lại là một tội ác. Những điều sư cô nói thật xa lạ, tuy nhiên Quyến cũng cảm thấy có phần hợp lý. Cô trầm ngâm, suy tư, rồi bắt đầu lo lắng, hoang mang. Nhưng cảm giác đó cũng sớm tan biến khi việc tang lễ còn đang ngập ngụa. Sau này, vào những lúc rảnh rỗi, mấy lời khai thị đó lại hiện lên văng vẳng trong đầu. Quyến ngẫm nghĩ, mơ hồ bắt được manh mối lý giải cho thắc mắc về những bất hạnh trong đời mình.
Cô bắt đầu năng đến chùa, một phần để tụng kinh hồi hướng cho mẹ như lời sư cô hướng dẫn, một phần muốn tiếp xúc với chùa chiền, Phật Pháp nhiều hơn. Cuối năm 2004, vào một buổi đêm, Quyến chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mấy người phụ việc đang mổ heo trong lò. Trong đó có một con heo vừa được mổ xong xuôi rồi đẩy xuống khỏi bàn. Nó đã bị chọc họng, phanh thây, máu me còn đẫm trên thân. Bất thình lình, Quyến nhìn thấy con heo đó chính là đứa con trai bị động kinh của mình. Cô hết hồn, bật người tỉnh dậy. Rồi Quyến bình tĩnh trở lại, cô thầm nghĩ, phải chăng những lời sư cô nói là đúng? Chẳng những thế, nhiều lần Quyến mộng mị thấy mình tự tay lôi mấy đứa con mà hàng ngày cô hết mực yêu thương. Đem lên bàn mổ heo, cô dùng dụng cụ đâm họng, lóc da, xẻ thịt con mình như đang làm thịt những con heo không khác. Mỗi khi tỉnh dậy, cô kinh hãi thất thần, hình ảnh đó ám ảnh cô ngày đêm. Đó chỉ là giấc mơ linh tinh, Quyến tự nhủ trấn an tinh thần. Nhưng vì giấc mơ lặp lại nhiều lần, nên cô cứ nửa tin nửa ngờ, không phân định được. Quãng thời gian này, Quyến tạm ngưng làm nghề vì phải nghỉ điều trị ung thư, do vậy trong nhà không nuôi con heo nào cả. Một hôm, cô lại nằm mơ, nhưng giấc mơ lần này là về người mẹ đã tạ thế. Trong mơ, Quyến thấy nhà con gái có nuôi một con heo bự. Con heo đang nằm gọn trong chuồng. Nó hướng về phía cô, ánh mắt ươn ướt, cất tiếng nói. Con ơi, con lại tấn mủng cho mẹ đi, mũi cắn mẹ dữ lắm. Quyến giật mình, tiếng con heo giống y như tiếng mẹ cô khi còn sống. Cô hỏi, trời ơi, thế này là sao vậy mẹ? Mẹ đã thành heo rồi. Con heo trả lời. Khi tỉnh dậy, Quyến không tin nổi vào những gì mình vừa mơ thấy. Nhưng thương mẹ, dù sức khỏe đang rất yếu, cô vẫn quyết đi lên nhà con gái một phen. Lên đến nơi, Quyến mới hay đúng là con gái mình còn nuôi một con heo. Nó rất bự và nằm trong chuồng y như cái dáng vẻ trong giấc mơ đêm qua, không lẫn vào đâu được. Cô đi tới vuốt ve nó, nhớ lại lời sư cô nói rằng mẹ cô sẽ phải đọa làm heo mà khóc nức nở. Mấy hôm sau, cô con gái xuống nhà báo tin. Con heo bự đó chỉ bỏ ăn có một buổi chiều mà đã chết mất rồi. Quyến hay tin, đau lòng rơi lệ khóc. Quyến khóc không chỉ vì cái chết của con heo, tức mẹ cô đầu thai, mà còn vì hối hận trước nghiệp sát sinh bao năm của mình. Vì sự thống khổ của biết bao con heo đã qua tay cô làm thịt. Cô không còn nửa tin nửa ngờ lời sư cô nói. Cô đã có câu trả lời cho những nỗi bất hạnh trong đời mình. Nhân quả báo ứng là có thật. Chẳng có gì bất công cả. Những đau khổ cô và gia đình phải chịu đựng là xác đáng. Chưa kể quả báo còn kéo dài trong tương lai nhiều kiếp về sau. Quyến dùng mình sợ hãi nghiệp quả, quyết tâm bỏ hẳn nghề đồ tể. Cô hồi đầu sám hối lỗi lầm, quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Diệu Minh. Những ngày tháng chuyển hóa chất trong bệnh viện mệt mỏi quá, thi thoảng Quyến ra ngoài đi lang thang, tình cờ ngang qua một ngôi chùa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, liền xin được vào lễ Phật. Lễ Phật xong, cô lắng lòng, ngồi lại kể câu chuyện cuộc đời mình cho sư thầy trụ trì, và được thầy giảng giải cho cô nghe nhiều hơn về Phật Pháp. Thầy khuyên, con hãy bắt đầu tu tập, ăn chay, niệm Phật để bù đắp tội lỗi xưa kia của mình và hướng tới một đời sống an lạc hơn. Quyến nhanh chóng tiếp nhận, ngay khi trở về lại bệnh viện, cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều, ngày ngày chuyên tâm niệm Phật. Quyến thương chồng, muốn anh hồi đầu giống mình, nên một lần đánh bảo, khuyên nhủ anh. Gia đình chúng ta ra nông nỗi này là do hành nghề đồ tể, cướp đi sinh mạng, gieo rắc đau khổ cho biết bao chúng sinh. Trên đời này có nhân quả báo ứng. Anh hãy sám hối tu tập cùng em đi. Em nói linh tinh gì vậy? Vợ thì tha thiết là thế, còn anh Thuận lại nghĩ chắc Quyến chẳng còn sống được bao lâu mới nói năng lung tung, nên chẳng đoái hoài lời cô nói. Quyến được trở về nhà sau lần mổ thứ 5 và truyền 8 liều hóa trị. Kể từ lúc đó, Quyến bỏ ăn mặn, chuyển sang chay trường, siêng năng học hỏi giáo lý Phật Pháp, tu tập tinh tấn mỗi ngày. Cô cầu nguyện, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin người hãy cứu con muốn được sống tiếp để tu hành hồi hướng công đức cho chúng sinh. Giờ đây, Quyến chỉ một lòng tu tập, không chán trường hay để ý nhiều tới căn bệnh ung thư của mình nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, vào tháng 5 năm 2007, Quyến tự nhiên bị cảm sốt liên tục, bất ngờ mọc lên một khối u ở gần cánh mũi. Tình huống này chẳng còn mới lạ gì với Quyến. Cô bình tĩnh lên bệnh viện khám, được bác sĩ kê đơn thuốc, sau 15 ngày thì tiến hành mổ lấy u. Trong khoảng thời gian nửa tháng chờ mổ đó, cô thường xuyên lên chùa niệm Phật, vừa niệm cô vừa lấy tay rờ rờ vào khối u.
Một buổi sáng sớm tinh mơ, đồng hồ điểm 4 giờ, Quyến tỉnh dậy rửa mặt, cô nhìn vào gương, thốt lên. Ồ, khối u đâu mất tiêu rồi? Cô nghĩ có khi nào mình vừa ngủ dậy, mắt còn lờ đờ nên nhìn không rõ, cô vội lấy tay dụi vào hai mắt cho tỉnh ngủ hẳn, dướn đôi mắt tới gần phía gương, một tay cứ lần lần trên mặt. Biến mất rồi, cái u biến mất thật rồi. Quyến reo lên sung sướng. Cô biết đó là nhờ công đức tu hành, niệm Phật, khối u đã không còn nữa. Và từ đó trở đi, sức khỏe của Quyến cũng ngày một tiến triển tốt hơn. Chứng kiến từng ấy chuyện xảy ra, anh Thuận cuối cùng cũng phải thừa nhận có nhân quả báo ứng, phát tâm đi chùa niệm Phật cùng vợ, thi thoảng làm thiện nguyện. Nếu trước ngang tảng, thì nay đã hiền lành, đàng hoàng hơn, quan tâm vợ con hơn trước. Anh cũng quy y cửa Phật, lấy pháp danh Huệ Tiết. Từ một gia đình làm nghề đồ tể, giờ đây họ đã quay đầu, trở thành một gia đình Phật tử. Cả hai vợ chồng và các con đều quy y Tam Bảo, nguyện bỏ ác làm lành, nương theo giáo lý Phật Pháp để được an lạc về sau. Quy luật nhân quả là một quy luật quan trọng, chi phối đời sống của mọi chúng sinh. Không khó để quan sát sự hiện diện của nó trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm vững quy luật nhân quả, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra và làm chủ tương lai của chính mình. Muốn có một tương lai tốt đẹp, hãy gieo nhân thiện lành. Chớ dại dột tạo nghiệp ác, tương lai phía trước chắc chắn đầy khổ đau. Chân lý rõ ràng là thế, nhưng không phải ai cũng chịu quan sát và rút ra bài học cho bản thân. Đến khi quả báo đã chín muồi thì hối hận không kịp. Câu chuyện thuê nhà tại số 48 Tây Sơn. Khoảng một năm sau khi ngôi nhà ấy được lau dọn, tu sửa và giao bán, thì gia đình mình thuê ở tạm, khi ấy đang xây nhà ở khu Văn Miếu. Bố mình không phải là người có niềm tin vào chuyện tâm linh nhiều, hơn nữa tinh thần rất vững, nên dù có biết sơ qua về lịch sử cái nhà này, nhưng bố vẫn muốn thuê, giá rẻ mà khang trang biệt lập, thì tội gì không thuê đúng không? Trước khi dọn vào ở hoàn toàn, thì mẹ có mời thầy, ở Phú Thọ thì phải, về làm lễ với khấn vái ở nhà. Thầy bắt đầu làm lễ từ tầng trên cùng của nhà, rồi mới xuống tầng 1. Trong khi thầy đang khấn vái ở tầng 1, thì mẹ mình ở tầng trên để xếp đổ. Cái lúc đó, mẹ nhìn thấy trên sàn gạch giữa nhà có hai vết chân đúng theo hình dáng hai bàn chân màu đen xỉ như than. Mẹ có lấy rẻ chùi đi, nhưng không tài nào sạch nổi. Có nhớ cả ngày hôm đó, chắc chắn không ai đi chân đất vào nhà hết. Rồi khi mẹ xuống tầng 1, thì tự nhiên thấy thầy thu đổ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. À, nói là đi ra ngoài thì không chính xác, phải gọi là chạy ra ngoài mới đúng. Chạy đúng kiểu bị đuổi đánh. Thế xong mẹ mình ngạc nhiên đuổi theo với lại hỏi. Sao thế thầy? Đã xong rồi á? Thầy cứ gật đầu rồi nói với lại một câu. Làm gì thì làm, đừng dùng tầng 1 làm phòng ngủ rồi té. Mẹ mình lúc đấy cũng kiểu đứng hình, tại chẳng hiểu gì. Thậm chí thầy còn quên vài món đồ ở đó. Mẹ gọi thầy cũng nhất quyết không quay lại lấy. Qua hôm đó thì mọi chuyện vẫn khá ổn. Sau khoảng một tuần gì đấy, mẹ bắt đầu có hiện tượng mệt mỏi và xuống sắc. Trong gia đình thì hai mẹ con là hai người cực nhạy cảm với âm khí và những nguồn năng lượng tiêu cực. Có một buổi trưa mình không chịu ngủ mà cứ chui vào phòng mẹ để ngồi. Mẹ hỏi sao không ngủ trưa thì mình bảo, nhà cứ có ai đi ra đi vào ấy, con sợ lắm. Hồi đó mới chỉ là một thằng bé tiểu học thôi. Từ đợt chuyển nhà mới đi học về xong thì cứ ru rú ở nhà, ít nói ít cười hơn trước, thỉnh thoảng hay ngồi lẩm bẩm một mình. Thực sự khi ấy cũng chưa nhận thức được ma quỷ gì nhiều đâu. Mọi thứ nó mơ hồ và mù tịt, nên bảo là có biết được rằng nhìn thấy ma thì xin nói luôn là không biết, chỉ nghĩ đơn thuần đấy là người quen của bố mẹ. Và tất nhiên, bố mẹ xác nhận là chẳng có người quen nào có bộ dạng như thế cả. Thế xong rồi, chính mẹ mình cũng nhìn thấy họ. Khởi đầu chỉ là một lần mẹ ngủ trưa trong phòng, thì cửa sổ hướng ra là cái cây chết khô. Mẹ nằm mơ thấy trên cái cây ấy là một người đàn ông đen sì từ đầu đến chân, chỉ thấy mỗi hai cái mắt trợn ngược đang lườm vào trong nhà. Dù chỉ là mơ, nhưng mẹ nói thời gian ông ấy lườm mẹ lâu lắm, như kiểu cả tiếng đồng hồ ấy. Rồi đến cái lúc tỉnh dậy, mẹ thấy một đống vết chân đen sì bắt đầu xuất hiện từ cửa sổ và dừng ở ngay gầm giường đang nằm. Tất nhiên lúc đấy, mẹ mình phát hoảng lên rồi. Cho đến hôm sau, mình từ nhà ngoại về và lên phòng thì thấy mẹ thất thần ngồi trên giường. Vâng, mẹ mình bị bóng đè. Và không phải một mà là bốn cái bóng đè liền lúc các bạn ạ. Rồi đến bố, người đàn ông với tinh thần thép. Đợt bố thức đêm để xem FIFA hay World Cup gì đấy,
Đang xem thì bố đi vệ sinh và muốn đi vào nhà vệ sinh thì sẽ đi ngang qua cái cầu thang. Đúng lúc đấy, bố nghe thấy tiếng người. Mà tiếng của vài người, chứ không phải là ít. Tiếng đó phát ra trong phòng mẹ. Bố bảo khi đứng ở ngoài nhìn vào, thì dù trong phòng mẹ không mở đèn, nhưng vẫn có thể thấy mẹ đang ngồi trên giường, quay mặt vào tường, và mấy cái tiếng nói kia vẫn rầm rì trong phòng. Đến khi bố bật đèn lên và lay mẹ dậy, thì mẹ mình đúng kiểu đang ngái ngủ không biết một cái gì luôn, hỏi, nói chuyện với ai cũng không biết xong còn cáu gắt. Một lần khác, vẫn khi đang ngồi trước TV, bố có cảm giác như kiểu bị giật tóc, phải vài ba lần liền. Và có một lần duy nhất khi bố quay đầu nhanh lại, thì thấy đúng, một bàn tay đỏ lử thò ra chuẩn bị túm vào đầu. Sau hôm ấy, tự nhiên trên cổ bố mình hiện ra một vết đỏ thẫm ở ngay ngang cổ luôn, đúng kiểu hình vết dao chặt vào ấy. Đó còn chưa kể, sau cái lần nghe thấy tiếng người lạ trong phòng mẹ, bố chuyển vào đó ngủ để mẹ sang chỗ khác. Bố nói, ngủ trong phòng ấy mà cái giường cứ rung rung giống như có điện vậy. Thỉnh thoảng, bố lại nghe tiếng như tiếng người đập tay đập chân rất mạnh trên giường. Cái ánh đèn đường ngoài cửa sổ đúng ra là màu vàng cam. Thế mà hắt vào nhà cứ đỏ đỏ như cái đèn trên ban thờ ấy. Xong rồi bóng của cành cây với bóng song sắt cửa sổ hắt lên tường y như hình của mấy ngón tay người nữa. Thực sự khi ấy, bố mẹ mệt lắm rồi. Sống trong nhà mà không có cảm giác bình yên. Trẻ con vào nhà thì nó khóc mãi không nín. Mẹ ra chợ mua hoa đồng tiền về cắm để nhà có sức sống hơn mà chẳng biết mua thế nào. Mở ra toàn hoa cúc trắng. Mang chó vào nhà thì nó gầm gừ rồi chu chéo lên xong kêu ăng ẳng. Và còn một chi tiết nữa. Từng có giai đoạn mà cứ 3 giờ sáng cả nhà đều tỉnh giấc. Về sau mình mới biết 3 giờ là thời gian cả gia đình chủ cũ ra đi mãi mãi. Các bạn có thể check lại thông tin trên báo. Thế đấy, ở chưa được một tháng mà phải bỏ của chạy lấy người, chấp nhận mất tiền cọc. Ngôi nhà đó bây giờ được xây sửa thành ngôi nhà to và đẹp hơn nhiều rồi. Còn những người chủ về sau có còn trải nghiệm kinh hoàng nào nữa không thì mình không rõ. Đúng là đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Vì tiền bạc mà ra tay với 4 người không thấy tanh tay. Và kinh nghiệm duy nhất cần rút ra sau câu chuyện này là nên tránh những ngôi nhà có lịch sử, là nơi nghĩa địa, pháp trường, bệnh viện, nơi có nhiều người chết hoặc nơi từng có trọng án. Còn một khi dính vào rồi thì cố mà cúng kiếng, làm lễ cho cẩn thận. Câu chuyện Căn nhà ma ở Vĩnh Long. Chuyện là vậy, lúc học lớp 7-8 ở Vĩnh Long, học cấp 2 quê tỉnh nên mình chả biết xe PS mắc như thế nào hay ra sao, chỉ biết mua được là thuộc dạng khá giả, có tiếng trong cái tỉnh nhỏ này. Phường 5, khu trung tâm Vĩnh Long, có một căn nhà biệt thự khang trang 3 tầng luôn, làm cho tụi nhỏ như chúng mình cứ phải chạy xe đạp mệt mỏi chân qua đó, xì xào nhìn vào nhà, nghe đồn có ma, nhìn ớn lắm các bạn à. Trước nhà, luôn treo bảng thuê người giúp việc, bao ăn ở 12 triệu một tháng, mức tiền hầu như gấp 10 lần so với thời ấy. Căn nhà đẹp nổi tiếng quanh vùng vì một câu chuyện tang thương của hai chị em được coi là hoa khôi trong vùng ấy. Vừa giàu có là con gái cưng, biệt thự là của ba mẹ chị ấy bên Mỹ, về xây sau khi lập nghiệp khá giả bên Mỹ, hai chị chỉ cần học xong cấp 3 là đi định cư ngay. Hai con xe PS đầu tiên ở tỉnh là của hai chị ấy luôn. Vừa giàu, lại đẹp nhưng suốt ngày ăn chơi đi bar này nọ. Không may hay do say xỉn, chị chở em gái tông thẳng vào xe tải ở đường quốc lộ, cả hai cùng chết. Câu chuyện không có gì đặc biệt nếu không có việc do ba mẹ chị ấy quá đau buồn về ngay Việt Nam lo hậu sự. Người ta kháo nhau rằng khi động quan. Hai quan tài rất nhẹ như không có người ấy, nhưng do việc nhà người ta nên đạo tì không dám thắc mắc lúc ấy. Trước khi về Mỹ, mẹ chị ấy thuê giúp việc với lý do là phải hương khói chăm sóc nhà cửa, vì nhà kỷ niệm của hai con và không hề muốn bán gì cả. Một năm không biết như thế nào mà bảng treo thuê người giúp việc, cứ tuyển thuê xuyên suốt, người giỏi chịu đựng lắm, dáng cầm cự được một tháng, nhanh nhất là một đêm thôi à. Yêu cầu nghe các bà giúp việc hoảng hồn sau khi chạy ra khỏi nhà, kể lại. Vết xe dơ chạy vô nhà mỗi đêm đều có. Tuy hai xe của chị ấy không có chạy nữa, xếp xó cả rồi. Có khi còn loang lỗ vết nhớt xe dỉ đầy nhà và máu. Phải để hai bộ đồ ngủ trong phòng hai chị trước 12 giờ khuya, giờ hai chị ấy hay đi chơi về ạ. Và sáng vô phòng lúc 7 giờ lấy áo ngủ và thay đồ khác, lúc nào áo cũng dơ và nhào nát, tuy hai chị ấy không còn. Bưng cơm nước vô phòng một ngày hai lần,
cơm thì nhớt hôi như thiêu qua đêm. Và một điều ớn hơn là mỗi lần vô phòng là phải xoay lưng đi lùi, đặt đồ xong đi ra không được nhìn sau hay quay lại. Có nhiều chị giúp việc hay quên và không quen, cứ quay lại là xoay sầm mặt mày, rồi xỉu, tỉnh dậy thấy cơm nước văng tung tóe như ai tức giận đập đổ, không thì quần áo dính đầy nhớt xe ạ. Bà chủ ở nước ngoài dù ở xa nhưng hề chị giúp việc nào nấu cơm bưng vô phòng. Bà ấy gọi điện thoại về mắng là cơm nấu nêm không ngon dở tệ, là y như rằng đuổi việc ngay. Nền gạch giữa phòng khách nhô lên làm nứt gạch. Một hôm đang lau nhà quét dọn, chị giúp việc nào đó biết chuyện tày đình là gia đình họ chôn hai con giữa nhà. Vì không muốn hai con an nghỉ nơi đồng không vắng vẻ, họ muốn hai con sống như bình thường ấy ạ. Chị giúp việc thấy gạch nứt trồi lên mùi xác hôi thối, sợ quá xỉu ngay tại chỗ. Cứ thế đến bây giờ nếu ai mà có về Vĩnh Long quê em hỏi đến căn nhà ma của hai chị em gái ở phường 5 thì sẽ có người biết và chỉ ngay đến ạ. Nhà âm u rợn người và là chỗ ở của người chết. Câu chuyện gặp ma giữa ban ngày ở Hà Nội. Cách đây khoảng vài ngày ở đoạn Vũ Tông Phan, Hà Nội. Tầm khoảng 3 giờ chiều, Thảo có việc nên có đi qua đây một chút. Bình thường đoạn đường này khá đông và ồn, nhưng đợt dịch này nên vắng hẳn đi. Khi đi thì Thảo có đèo hai em chó Poodle và có đeo tai nghe Samsung Buds. Nếu ai đã dùng qua thì biết là tai nghe này nó kín như thế nào. Chuyện vẫn xảy ra bình thường, nhưng đang đi tự nhiên. Thảo nghe thấy giọng của một người đàn ông trầm trầm, nói rất rõ ràng. Trên xe có hai con chó. Tai nghe thì kín, nhưng Thảo nghe như có người ngồi ngay bên cạnh để nói vào tai. Lúc đầu Thảo cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đơn giản chỉ là có người đi ngang qua nói về hai con chó trên xe thôi. Hơn nữa đang là ban ngày. Nhưng cứ đang đi thì tiếng nói ấy lại lặp lại một lần nữa theo phản xạ tự nhiên. Thảo nhìn vào gương xe rồi nhìn quanh nhưng không hề có ai cả. Lúc này Thảo bắt đầu sợ hãi và nhận ra tiếng nói ấy không hề bình thường vì không thể có đến hai. Nên Thảo nghe rõ mồn một như có người ngồi sau ghé vào tai nói như vậy dù đã đeo tai nghe kín mít. Tiếp tục đi thì lúc một giọng nói khác lại xuất hiện, không rõ là nam hay nữ, nhưng cũng rõ ràng y như giọng nói lúc ban đầu. Đẩy nó đi. Rồi dồn dập là giọng nam trầm lúc đầu lặp lại. Trên xe có hai con chó. Nghe xong người Thảo ớn lạnh kinh khủng, quay đi quay lại vẫn không có ai. Thảo sốc đến mức đi sát rồi rất chậm vào lề phải bên đường, rồi quay xe lại về nhà luôn. Ngay khi về nhà, việc đầu tiên Thảo làm là lên YouTube search về lọc âm của tai nghe, xem có phải tai nghe của mình lọc âm không tốt hay không. Đến giờ, Thảo vẫn trấn an bản thân là do lọc âm của mình không tốt nên mới nghe thấy như thế. Nhưng nghĩ lại, thì tại sao bao lâu rồi mà tự nhiên nay mới xuất hiện trường hợp như vậy? Qua ngày hôm sau, Thảo gọi cho mẹ để kể. Mẹ cũng bảo may có hai con chó, nếu không hôm thì có lẽ là bị vong hại rồi. Quý khán thính giả vừa rồi đã nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên ấn like cũng như để lại bình luận để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.